Chào chào cô ạ. Vâng. Hôm nay con xuống nhà. Con được phỏng vấn lần thứ 3 về quá trình ngày trước. Cô được hỏi thăm vị đẹp em là 4 hay là 5. Vâng. Trước tiên, cô kể và tâm sự đôi lời về họ tên, địa chỉ, quê quán, hiện tại cô đang ở đâu? Vâng. Cô tên là Ngô Thị Nà. Cô ở xóm 3 thôn Thị Sơn, xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Vâng. Hôm nay cô 48 tuổi. Ngày trước cô bị bệnh năm bao nhiêu ạ? Cô bị bệnh năm 2004. Tức là năm 2021 được 17 năm rồi. Vâng. Cô để kể cho con biết về triệu chứng đau và cơn đau, biểu hiện đau ngày đó cô ra làm sao ạ? Vâng. Đầu tiên này, cô đau ngang thắt lưng, xong xuống dưới hông. Dạ. Hông xong nó chạy xuống dưới bắp chân và dưới mắt cá đấy. Dạ vâng. Đấy thì cô cũng tưởng mới đầu tưởng là gió máy thì chỉ xoa thuốc gió thôi, nhưng mà mãi cũng không khỏi. Vâng. Thì cô đi khám ở dưới bệnh viện huyện thì người ta bảo đau thần kinh tọại. Dạ vâng. Thì người ta kê cho đơn thuốc để uống, thế xong rồi là bảo là châm cứu. Dạ vâng. Thế nhưng mà cũng không khỏi. Không khỏi thì cô uống một thời gian không khỏi, thế cô lại xuống bệnh viện tỉnh. Dạ thì vâng. Bác sĩ cũng bảo là đau thần kinh tọại thôi thì phải châm cứu mới uống thuốc. Dạ. Thế nhưng mà cô lấy thuốc về uống cũng không khỏi. Dạ. Thế thì là cô bảo thế thì đi lên Hà Nội thì lên bệnh viện 103. Dạ vâng. Thì bác sĩ chuẩn đoán là thoát vị đĩa đệm N4 vâng. N5. Thế thì là sau khi có rất là cô ạ. Sau khi cô biết đi sang mình thoát vị đệm N4 là 5 ạ. Vâng. Cô thể kể cái chú đau ngày trước cô đau nặng nhất như nào? Cô đau là nó đau ở hông, ngang thắt lưng xong xuống hông thì xuống dưới bắp chân rồi mắt cá thì nó giật. Dạ, không vâng. Thể đứng lại được, phải người dìu dắt cơ. Đấy, có nếu người mà cô đi lại được không? Đi không có người thì không đi được, phải chú cứ phải dìu cô cơ. Cô đau như vậy kéo dài bao nhiêu năm và bao nhiêu thời gian? Cô kéo dài 3 tháng ấy. Đau nặng là 3 tháng. Vâng. Và cô đau âm ỉ là bao nhiêu năm? Đau âm ỉ thì đâu đến 5-6 tháng thôi. Năm thế xong tháng. Thì là tức là gần 1 năm. Vâng. Sau khi đau âm ỉ như vậy cô điều trị ở những đâu không hay là phải nhà thuốc luôn? Cô có, cô đau đến 5-6 tháng thì cô lên chỗ ngã Tư Vác ấy. Dạ vâng. Thì là có người mách lên đấy thì cô lên thì bác sĩ này cũng cắt thuốc vừa nam vừa bắc ấy. Dạ vâng. Thì bảo là mình lại bấm huyệt. Dạ vâng. Thế về thì cô cũng theo uống 20 chén ấy. Dạ nhưng vâng. Mà cũng không thấy đỡ. Thì dạ cứ vâng. Bấm huyệt lúc nào thì nó đỡ, nó khỏi. Thế nhưng mà hôm nào mà không bấm huyệt thì nó lại đau lại như đau. Thế. Dạ vâng. Vâng. Sau khi cô điều trị một số nơi không hiệu quả thì đi khám ở viện lớn, bác sĩ là chuẩn đoán thoát vị đệm N4A5. Vâng. Lúc đó các bác sĩ ở viện có chỉ định cô mổ hay điều trị bảo tồn? Bác sĩ ở bệnh viện 103 bảo là phải mổ, nếu dạ. mà uống thuốc mà không khỏi thì phải mổ, nhưng mà 50-50. Dạ vâng. Một là được, hai là không được. Dạ vâng. Đấy, thế thì cô mới bảo thôi, thế thì bây giờ chỉ có lúc đấy thì các em nó vẫn còn bé lắm mà nhà cô thì đông các em, thế là dạ không vâng. có tiền đâu, thế dạ cô vâng. thế thì cứ theo uống thuốc để xem có ai mách ở chỗ nào thì cô đi. Dạ là vâng. cô uống thuốc thì là nó khỏi thì khỏi, chứ còn không thì mổ. Thì lúc đấy bảo những 70 triệu thì cái năm đấy thì 70 triệu to lắm, không như 70 triệu bây giờ đâu. Dạ vâng. Đấy. Sau khi cô điều trị một số nơi không hiệu quả thì cơ duyên nào cô biết là giúp chúng con? Em có bác, có bác Viêm ở trên Quang Thừa ấy. Dạ vâng. Bác ấy đi làm cùng với chú mà. Dạ vâng. Thế là bác ấy mi mách. Dạ vâng. Thế là cô mới lên trên đấy, lên vâng. trên nhà thuốc thì sau khi con đi nhà thuốc chúng con ấy, thời đó là bố con làm. Vâng. Và hồi con này còn bé ra xíu ấy. Vâng. Con biết mà, hồi đấy cô gầy cô yếu. Vâng. Lúc đấy đến nhà thuốc thì được bố con điều trị những pháp như nào, con nhớ không? Đến nhà thuốc thì bác thạc là điều trị là nắn cho. Dạ nắn, vâng. nắn xong bắt đầu là bó lá. Dạ vâng. Thế bó lá thì cái ngày đấy là chưa có tủ lạnh đâu thì là cứ phải cách một hôm lại phải lên thay. Dạ vâng. Đấy, chứ như bây giờ mà có tủ lạnh thì mang về tủ lạnh ấy. Tủ lạnh, đúng là bây giờ hiện đại hơn nhiều. Đấy. Thế thì là báo thì là bác cắt cho là đầu tiên là 10 chén uống một tháng đi. Dạ vâng. Thế mình lại bó cho một lá thì bảo là cách một hôm lại phải lên, thế là cô lại cứ thuê xe ôm đi lên đấy, ngày xưa dạ thì vâng. làm gì có xe máy như đúng bây rồi. Giờ. Đấy. Thế thì lên thì là lại thay lá xong thì là bó có 3 lá thôi. Dạ thế lại vâng. uống 20 chén thuốc là 2 tháng đấy. Vâng. Thế ngày đấy là thuốc nó có 15.000 một chén thôi. Vâng. Đấy, bây giờ 15.000 nó tơ lắm. Dạ vâng. Đấy. Thế là con hỏi vâng. sâu cô một tí. Vâng. Ngày trước cô đau nặng nhất thì ai là người chăm cô thường xuyên? Chú là người chăm vâng. cô. Cô còn nhớ kỷ niệm đau nặng nhất mà khó phai được không? Khó quên đấy, được. Đau quá, đau có nghĩa là đang ngồi thế này nó giật xong không, thế là không dậy được. Dậy thế được. Là
nó còn là giật đến nỗi còn xong đến nỗi nó còn sùi cả bọt mép vậy, dạ, như vâng. là cái người bị động kinh. Vâng, đau nhiều quá, co rút mà. Đau quá, khó chịu, năng thống thổn thức hết người này. Dạ vâng. Đấy. Lúc đó có đau như vậy thì mọi sinh hoạt hàng ngày thì cô có tự giúp bản thân được không? Hay là phải người cô không? Lúc dạ, đấy vâng. cô đau là tinh chú phải lâng giấc đấy. Dạ. Có nói này, các cháu thông cảm có khi để đi vệ sinh ở trên giường ấy. Dạ vâng. Đấy. Rất là khổ đó. Chỉ có người bị thoát vị đấy mới hiểu tâm lý đó. Vâng. Sau khi con điều trị thuốc nhà con 2 tháng. Vâng. Và từ nay khỏi 17 năm rồi. Vâng. Trong suốt 10 năm qua cô dùng bất cứ loại thuốc nào khác ngoài thuốc chúng con không? Không, cô chả dùng cái thuốc nào mà có đau lại nữa đâu mà. Dạ vâng. Đấy. Con học vấn rất nhiều bệnh nhân. Vâng. Nhưng cô là bệnh nhân đặc biệt. Vâng. Cô cả ngày trước cô gầy yếu. Lần một thì cô cảm con này cô này da là đen này, vâng, xám này. Vâng. Lần hai cô rất là trẻ, mà lần ba cô lại càng ngày càng gầy ra. Khả năng là cô có cái cách gì để bảo tồn làn da này, cô mách cho bệnh nhân được không? Cái ngày trước ấy thì nó đau thì không ăn không ngủ, nó đêm nữa không ngủ được, xong ngày dạ. nó đau dứt không ăn được, thế nên nó mới gầy yếu đi, rồi dạ, nó vâng. xấu. Dạ. Thế bây giờ thì nó khỏi rồi thì nó tư tưởng này, nó chả đau dứt gì. Đi vâng. cấy rồi nuôi hàng 40-50 con lợn ấy, cũng dạ, không vâng. có đau dứt gì hết. À, bây đấy. Giờ cô chăn nuôi lợn rất là nhiều, với trong con vào nhà cô không biết này. Vâng. Thế hàng ngày cô, công việc hàng ngày là cô chăn nuôi đúng không? Vâng. Thì cô vác cám, xách cám, đun cám các thứ có bình thường không? Đấy, cứ xách cám hai cái thùng sơn, cứ xách vỉa vỉa mấy 40-50 con lợn, xách bao nhiêu cám thì nó dạ, chả vâng. thấy đau đớn gì đâu. Không đau đớn vâng. đâu. Hôm nay con rất bất ngờ là vâng. xuống gặp cô buổi trưa, cô đang cho lợn ăn. Vâng. Nhưng mà lại mất điện đó. Vâng. Mà cô lại bớt chút thời gian để cho con gặp. Vâng. 5-10 phút để phỏng vấn thực tế và gặp lại cô lần vâng. thứ ba. Ở quá trình ngày trước cô điều trị khỏi thoát vị đệm N4A5. Vâng. Khi viện là chị đã mổ rồi. Vâng. Mà cô đau rất là nặng, mà cô teo chân đi lại không đi được. Đấy, mà vâng. chồng nuôi chồng thì lại chăm sóc, mà con lại còn nhỏ đúng không ạ? Vâng. Lúc đó cô còn tư tưởng cô thấy chán lắm. Cô chán lắm. Dạ. Cô bảo thế không biết là có khỏi được hay không. Thế nhưng mà may thì lại gặp lại nhà thuốc thì có người mách thì là cô khỏi đến bây giờ cô mừng lắm. Vâng. Thế là cứ ăn đau ngủ kỹ thì là nó béo rồi nó trẻ ra. Dạ vâng. Thế là mừng, mọi cháu ăn mừng rồi. Con thì rất muốn gặp thực tế phỏng vấn những bệnh nhân như cô. Vâng. Đặc biệt là cô. Vâng. 17 năm qua là một cả quá trình không ngắn. Vâng. Nhưng không phải là ngắn đâu, mà rất là dài đấy. Vâng. Cho những người bị thoát vị đệm. Vâng. Minh chứng thứ năm của con. Vâng. Nhà con điều trị đặc hiệu quả thoát vị đệm. Vâng. Cần những người kiên trì như cô. Vâng. Mặc dù cô khỏi rồi thì hàng ngày cô phải thì có đi thể dục không? Cô khỏi rồi thì sáng dậy thì nào có cô thời gian đi tập thể dục đâu. Mà đấy, thể dục thì bằng công việc. Đấy, công việc rất là tốt đấy. Cám rồi dọn dẹp này nọ cho đến 8-9 giờ. Ấy. Dạ vâng. Đấy. Thế là cứ ngày trước bị đau như thế, xong là mọi người cứ bảo thế thì có mà chết thì có khỏi được ốm. Thế nhưng bây giờ thấy khỏi thì là ai mà đau này lại cứ hỏi thăm. Dạ vâng. Hỏi thế là cô lại mách bảo thế đi lên nhà thuốc, nhà con bác Hạc. Con sẽ theo cô tầm 20-30 năm. Vâng. Bao giờ cô bị lại, con điều trị tiếp cho cô. Vâng. Nhưng khẳng định là con khẳng định là còn lâu mới bị lại. Vâng. Vì cô cuộc sống cô yêu đời này, thoải ung thư này. Đấy. Con cái thì gia đình hết rồi đúng không cô? Vâng. Đã, ăn học đàng hoàng, chú rất là khỏe. Cô mỗi ngày vào việc. Vâng. Cuộc sống rất là bình yên rồi. Vâng. Cô cảm nhận nhà thuốc con điều trị bệnh thoát vị đệm cô có hiệu quả không? Hiệu quả đấy, tốt lắm. Thế dạ, vâng. thì vâng. Thế mà cô cứ đau thế nhưng mà xong đến lúc ai hỏi đến lúc cô lại mách thì ai cũng khỏi đấy. Dạ vâng. Đấy, ở nàng cô vâng. và cô mách về đến chục người rồi đấy. Thế là ai nên cũng về cũng bảo ôi trời may quá chứ không thì có mà. Dạ vâng. Dạ. Vì con theo hình ảnh của cô là cô rất mách rất nhiều bệnh nhân cho nhà thuốc. Vâng. Và con muốn theo cô cả một sự nghiệp thầy thuốc của con. Vâng. Bao giờ cô cháu mình yếu đi. Vâng. Không đi lại được. Vâng. Con là không còn sức khỏe. Vâng. Để theo những hình ảnh thực tế này thì vâng. có thể là con lại nhường cho con. Vâng. Đấy, có thể là các cháu là mách ngày trước bà. Vâng. Bà cháu điều trị ở nhà thầy lang thang. Vâng. Đó thừa kế là nước đi lại hoàn toàn, và sau vâng. này con làm nghề con lại là danh tiếng phương thuốc phát triển rộng vâng. hơn là sao như thế. Vâng. Mục đích con muốn gặp cô để con muốn làm một điều là minh chứng là hình ảnh này thực tế. Vâng. Lưu truyền suốt mãi về sau cơ. Vâng. Và nhiều thế hệ sau. Về còn lại 10 năm, 100 năm suốt mãi về sau hình ảnh thực tế này. Vâng. Thế là thuốc là con cảm ơn cô. Vâng. Chúc cô và đại đình luôn khỏe, hy vọng là lần 4. Vâng. 20 năm sau hoặc 25 năm sau gặp là cô luôn khỏe này. Vâng. Mặc dù là cô tuổi tác thì có thể cô già đi nhưng sức khỏe, cái niềm gọi là hạnh phúc khỏi bệnh, cô luôn mạnh và khỏe như lúc này. Vâng.
Con cảm ơn cô, chúc cô đại trình mạnh khỏe nhé. Vâng, vâng. Con chào cô ạ. Vâng, cô chào cháu nha, cảm ơn cháu nha. À, dạ. Em chào chị ạ. Chị chào em. Hôm nay em lên nhà thì trước tiên chị kể và chia sẻ đôi lời về họ tên, địa chỉ, quê quán, hiện tại chị đang ở đâu. Chị là Nguyễn Thị Minh, dạ. Thôn Ninh Sơn, thị trấn Trúc Sơn, Trương Mỹ, Hà Nội. Vâng. Chị tâm sự đôi lời về quá trình bệnh tật của anh trước, chị đau đớn như nào ạ? Chị ngày trước là bị đầu tiên nó là thoái hóa. Dạ. Chị đi tiêm, đi các chỗ nhưng mà đi bấm huyệt, thế là về nó bị liệt mất 6 tháng. Vâng. Cô chị kể cho em là cái chứng đau và cơn đau biểu hiện nặng nhất của chị và thường gặp nhất hàng ngày ở chị nhà. Đau nó dứt, đi không đi được. Dạ. Đứng lên ngồi xuống nó khó, đứng lên ngồi xuống phải có người nâng. Dạ. Làm đi bao nhiêu chỗ rồi hết nhiều tiền lắm nhưng mà không khỏi. Vâng. Thế là có người mách xuống nhà em là đáng nhẽ ra là chị đi mổ đấy nhưng mà có người mách xuống dưới nhà em thì là chị xuống thì... Sau khi đến nhà thuốc ấy thì trước đó chị có đi điều trị ở những đâu không, có đi khám ở đâu có, không? Có đi nhiều nơi lắm nhưng mà dạ. không thấy biến chuyển gì. Vâng. Lại đau lặng thêm lên ấy. Chị đi khám viện nào bác sĩ cứ luận chị... mà chị định chị mổ ạ? Chị định đi mổ là ra viện 103 nhưng mà chụp ở ngoài. Dạ. Chú ý là bị người ta bảo bị thoát vị điện đệm. Vâng. Chèn ép thần kinh. Dạ, vâng. Sau khi chị điều trị ở viện và bác sĩ tư vấn mổ, chị có điều trị ở viện bao nhiêu thời gian không? Chị chỉ có lấy thuốc mẹ tiêm. Vâng. Với cả đi lấy thuốc đắp mọi chỗ nhưng mà không đỡ, không thấy khỏi. Dạ, vâng. Thế là bị nằm bị về là càng dần càng nặng thì là nằm ở nhà mất nằm liệt ở nhà mất 6 tháng. 6 tháng. Lúc chị liệt mà không đi lại được thì ai là người chăm sóc chị hàng ngày phải thường xuyên ạ? Chồng chị với con gái chị, con trai chị. Nó là cái biểu hiện đau và cơn đau nặng nhất của chị như nào? Chị đi lại bình thường không? Đi không đi được. Vâng. Ngồi không ngồi được, ăn cơm phải nằm úp xuống để nằm ăn cơm. Thế thì vậy thì mọi sinh hoạt hàng ngày phải có người trợ giúp đúng không? Vâng. Phải có người cõng đi vệ sinh rồi đi tắm gội, phải có người nằm ngửa ra, có người tắm gội cho chứ không dậy được, không vâng. đi được. Nói cơn đau biểu hiện đau điển hình nhất của chị như nào? Nó về sáng, đau ban ngày, về trưa rồi tối nhiều ạ? Lúc nào nó đau. Vâng. Kể cả ai mà cứ va chạm là nhẹ nó cũng đau. Dạ vâng. Sau khi đi điều trị một số nơi không hiệu quả, thì câu chuyện nào mà ai mách chị để nhận thuốc chúng em ạ? Thì có một chị ở trong Đại Ơn gần cách nhà chị độ khoảng 3 cây. Dạ. Nhà chị cũng đáng nhẽ là cũng đi mổ đấy nhưng mà cũng có người mách chị xuống, thế là vợ chồng chị nai nhau xuống chở xuống thì là chị chữa ở dưới nhà em khỏi về, thế là may hôm nay có người nhà chị mách. Vâng. Chị mách thế là chị xuống dưới nhà em lấy thuốc. Chị về thuốc nhưng em được nhà thuốc điều trị pháp như nào? Cái nói là thuốc là cũng thuốc tốt đấy. Đấy sau này, khi chị đến nhà thuốc ấy thì mới đầu chị điều trị những thuốc bằng pháp như nào, đắp vào thuốc uống như nào ạ? Thuốc đắp là chị đắp vào chỗ đau đằng sau lưng. Còn mới đầu bệnh tật của chị có giảm hay đau lên? Đau tăng lên mất mấy hôm, dạ xong vâng. là giảm dần. Dạ vâng. Giảm dần là nó uống trong vòng độ khoảng 10 ngày là chị thấy dịu. Vâng. Không, dịu xong đến nửa tháng là chị dậy chị đi được. Đi được ạ. Và tổng quá trình điều trị chị ổn định và khỏi bệnh được bao nhiêu tháng thuốc ạ? Uống thì chị uống chị cũng nghĩa là cũng nhanh thôi nhưng mà chị không nhớ rõ bởi vì là chị hay quên. Vâng. Uống thì tầm độ khoảng mấy tháng thôi. 4-5 tháng hay là 5-6 tháng ạ? Nó chỉ tầm vào 4-5 tháng thôi. Vâng. Là chị dậy chị đi hẳn luôn được. À đi bình thường rồi. Và ngày trước đó chị đau không lại được. Không đi được mà nằm teo một bên chân. Nằm liệt 6 tháng chị đau chân nào ạ? Chị đau bên tay chân trái. Vâng, bây giờ chân bây giờ là còn teo không ạ? Bây giờ là hai chân bằng nhau rồi. Vâng. Từ khi mà chị liệt 6 tháng và đi điều trị khỏi nhà thuốc là uống 5-6 tháng khỏi. Từ đó chị khỏi ổn định bệnh được bao nhiêu tháng rồi? Chị khỏi ổn định của chị là được cũng được mấy năm nay rồi đấy. Mà chị có nhớ được mấy năm không? Đúng là 7 năm. 7 năm. Trong suốt 7 năm qua thì chị làm việc bình thường không? Chị đi lại bình thường, chị cấy dạ. còn cấy thêm được mấy sào ruộng nữa. Dạ vâng. Thì hôm nay em lên ghi hình của chị và mượn cảnh chùa nhá. Để ghi hình thực tế và mộc mạc quá trình điều trị khỏi thoát vị đệm viêm đau hình thoại nặng, chị bị liệt 6 tháng và chị ở viện làm phải mổ phẫu thuật rồi thì được người quen bạn bè anh em mách đến nhà thuốc điều trị trong 5-6 tháng đã khỏi và hiện tại đã khỏi 6 năm nay rồi. Thì chắc là giờ chị còn đau nhiều không?
Chị bây giờ là không đau, nó chỉ có lúc nào nó rét, nó lạnh, nó dở rời là nó hơi hơi rứt xương thôi chứ. Thế là ai cũng bị mà, vì người Việt Nam mình mà. Nội bây giờ chị đi làm việc bình thường rồi. Chị vẫn đi bình thường rồi, chị đi cấy được, đi cấy mấy sao rồi. Ai ngỡ ngàng là bảo là sao tự nhiên lại đi cấy được, lại giỏi. Vâng, thì là Thế rất tốt bảo rồi. Thay mặt nhà thuốc em cảm ơn chị đã cho em gặp một chút thời gian để phỏng vấn tôi là thực tế về quá trình điều chị khỏi thoát vị đệm và vết đau thần kinh tọa của nhà thuốc nhé. Thay mặt thuốc em cảm ơn chị và chúc chị và đại đình luôn mạnh khỏe ạ. chị Em cũng cảm ơn gia đình em Dạ vâng. đã chữa cho chị khỏi. Vâng. Và chị đúng lúc nào chị cũng trong tâm chị là lúc nào chị cũng cảm ơn gia đình vì Dạ. đã gặp em là nó có thuốc tốt. Dạ. Chị khỏi, chị đi lại bình thường, bây giờ lại còn lên cân Dạ vâng. béo ra. Dạ vâng. Em mang chào chị nhá. Chị chào Dạ, em nhé. em chào chị ạ. Em chào chị ạ. Vâng, chào bác sĩ. Hôm nay em xuống nhà. Vâng. Thì trước tiên chị kể em biết về họ tên, địa chỉ, quê quán, hiện tại chị đang sinh sống ở đâu? Họ tên chị Trịnh Thị Khanh, Dạ. năm nay 53 tuổi, Dạ vâng. ở xóm 4, thôn Hữu Vĩnh, xã Âu Quang, huyện Đông Hòa, thành phố Hà Nội. Vâng. Chị có thể chia sẻ đôi lời về quá trình bệnh tật của chị ngày trước ra làm sao không ạ? Quá trình bệnh tật thì báo cáo với bác sĩ là cái năm 2019 đó, Dạ. thì vào khoảng hôm đấy là vào hôm 23 tháng 6. Dạ. 23 tháng 6 thì trước hôm 23 tháng 6 thì là cái đầu gối bên trái này là nó cứ mỏi. Nó Dạ. cứ mỏi thì quả thật là lúc đấy là Nhật nó cũng bận để phục vụ ở bên kia thì thấy nó cứ mỏi cứ đau thì đứa em dâu nó bảo là em đưa chị đi để nắn bóp cái đầu gối đó, Dạ. thì là nó cũng đưa đi xuống bóp 3 lần nhưng mà tớ cũng chả thấy là nó đỡ cái gì cả. Dạ. Thế thì hôm đấy về thì cái thằng con trai lớn đấy nó bảo là mẹ ơi bây giờ tuổi mẹ vẫn còn trẻ này mà mẹ chịu để đau đớn như thế à. Dạ. Mẹ đi khám xem thì cái hôm đấy là tớ đi lên bệnh viện Vân Đình là huyện Ứng Hòa đó. Dạ vâng. Thì khám thì gọi là đi khám để xem nó đau đớn như nào thì các bác sĩ bảo là thôi cháu khuyên cô là cô ở lại. Cô ở Dạ. lại đây thì để chúng cháu điều trị và theo dõi cho cô. Thế thì tớ cũng ở lại luôn. Ở lại luôn thì nằm 12 ngày. Dạ. 12 ngày để châm cứu này. Rồi thì tập phục hồi chức năng đấy. Dạ. Thế nhưng mà ở trên đấy thì về thấy nó cũng đỡ đỡ. Thì 12 ngày thì hết lịch trình của bệnh viện đấy thì bác sĩ cho về. Dạ Cho về vâng. thì đến khi về được, về nó vẫn cứ mỏi đấy. Nó cứ mỏi cái đầu gối bên trái này. Dạ. Mà đứng không đứng được lâu. Mà nó đau nó mỏi thì các bác sĩ cũng cứ dạy là về tập thể dục như thường xuyên sáng đấy. Dạ. Thế nhưng mà cũng chả thấy nó ăn thua gì mà chả thấy nó khỏi. Thế con nó bảo, con trai lớn nó bảo là mẹ ơi bây giờ mẹ như này mà bây giờ phải tìm chỗ nào để mà chữa chứ không thì mẹ đau đớn thế này thì tuổi còn trẻ này thì làm sao mà ấy được thì nó khổ lắm. Thì mẹ xem thế thì nó mới lại xem ở trên điện thoại đấy. Dạ. Thì nó mới lại đưa ra viện Đại học Y Hà Nội. Dạ vâng. Đấy, đưa ra Đại học Y Hà Nội mà khám là khám theo yêu cầu, mà khám theo người đấy. Bác Dạ. sĩ trưởng đấy, chứ không phải là Khám chữa bệnh theo yêu cầu. ừ đấy, khám Dạ. chữa bệnh theo yêu cầu. Thế thì ra Đại học Y Hà Nội khám thì cũng nằm ở ngoài Đại học Y Hà Nội 5 ngày. Dạ. 5 ngày nhưng mà về cũng vẫn chả thấy nó ăn thua gì mà nó cứ đỡ mà. Lúc đấy thằng cháu thứ hai là nó vẫn còn bé, mẹ bố mẹ đi làm hết, bà nhà trông hai đứa cháu, một đứa đi học một đứa ở nhà nhưng mà nó đau bế cháu mà đứng cho ăn cũng khổ vất vả lắm ấy. Dạ. Đứng nó khó khổ cái chân trái ấy, vất vả lắm. Dạ. Thế thì nó mới bảo với mẹ ơi thế này thì đành chịu bó tay à. Thế thì hôm nó mới xem trên điện thoại là xem ở trên Facebook ấy thì Dạ. nó mới thấy là có bà Liêm. Dạ vâng. Đấy, thì nó bảo là mẹ ơi mẹ bà Liêm bà ấy chữa uống thuốc mà nó khỏi mà bà ngồi xe lăn đây này. Dạ. Thì hôm nào mà nghỉ được chủ nhật đấy thì con tìm xem ở trên Facebook là con lại dẫn mẹ lên. Đấy thì hôm đấy là vào hôm nhớ mãi là vào hôm hôm 23 tháng 6 là đi ra Đại học Y Hà Nội thì về
được một tuần mấy hôm thì khoảng tầm cuối tháng 6 đấy. Dạ vâng. Thì đi lên hỏi thăm là bác sĩ Khoan. Dạ vâng. Thì cũng không ra hỏi bà Liên mà lại ra hỏi là hỏi cô Ngà. Dạ vâng. À có nghĩa là bà Liêm mấy cô Ngà cùng xóm bác chị. Ừ, ngày Liêm ngày trước điều trị bệnh của nhà em là khỏi đúng không? Ừ. Thì mới lại ra hỏi khi mới lại hỏi bà Liêm, mới hỏi cô Ngà thì bà Liêm ở ừ tôi hỏi thì bà Liêm bà bảo là tôi là uống trên đấy là khỏi. Thế dạ. Hỏi cái cô Ngà thì cô thấy thì em cho chị số điện thoại. Dạ vâng. Chị cái cáp đây. Dạ vâng. Chị về chị đi hỏi thăm mà đi, nếu mà tiếc quá có thể chị đi hôm nọ thì cùng một chuyến xe nhé em. Dạ vâng. Thế nhưng mà thôi bây giờ ừ thôi thì chị có cô Tuấn đi xe máy thì nó chở chị đi. Dạ vâng. Đấy, thế là Ngà nó cho cái cáp số điện thoại thì nó mới dặn là chị lên lấy cho em một hai cái cáp nữa. Dạ vâng. Đấy thì là lên uống thì về thì theo như thầy bác sĩ dặn là về sao lá để đắp đấy. Dạ. Uống càng nhiều nước càng tốt. Dạ vâng. Quả thực là lúc đấy là nắng tháng 6 là nắng lắm ấy. Nhưng dạ. mà cứ uống mỗi một ngày một chai Coca xong đến tầm 3 giờ mà hết nước đấy thì lại cho thêm vào cái siêu để đun tiếp để uống đến tối. Dạ vâng. Uống nước có khi còn thay cả ăn ấy. Dạ vâng. Nhiều khi còn uống nước thay cả ăn ấy chứ đáng ăn nhiều thì ăn ít để còn để dành bụng uống thuốc. Vâng. Thế là mới đun uống thì sau lá đến ngày thứ 5. Dạ. Trước sau là cứ gách một chân lên cái cao này này. Dạ. Gách một chân lên cao. Bởi vì nó đau quá. Đau quá thì cứ gách một cái chân trái lên. Dạ vâng. Thì đứng một chân để sao. Thế dạ. xong thì đến ngày thứ 5 thì thấy đứng được cả hai chân mà sau hết được 5 phút. Dạ vâng. Tại bấm cái đồng hồ để mà sao lá. Dạ vâng. Cẩn thận mà. Dạ. Phải bấm cái đồng hồ được 5 phút thì mới bỏ lá thuốc ra. Dạ. Thế thì mới được 5 phút thì mới đứng được 5 phút thì mới chạy gọi. Tuấn ơi! Có hiệu nghiệm rồi. Vâng. Ta đứng được 5 phút sau xong bấm lá rồi. À. Đấy. Nó mới cười nó bảo chứ. Thế thì tốt rồi, thế thì mẹ cứ thế phát huy. Lúc đó bệnh nó bắt đầu giảm đúng không? Đấy, thì mẹ cứ thế phát huy. Dạ. Thế là cứ hàng ngày cứ đi tối về sao đắp như thế, đắp xong nó ủi nó thâm cả cái lưng lên. Bởi vì đắp lá nó hơi nóng. Đấy, ủi đắp lá vào thì nó giãn ra thì đúng quả thực là. Như thế là thích đúng không? Dạ, còn các này bác ạ, ngày trước bác chưa đi bệnh nhà thuốc ấy, hay chịu đúng đau ở cơ đầu của bác có nặng không? Nó không phải là đau quá như là đau bụng. Dạ vâng. Đấy, nó không phải là như đau bụng mà đau chồm đau hách. Dạ. Mà nó đau ở cái chỗ là buồn bực mà ở cái đầu gối là nó khó chịu xong vâng. nó chuyển lên cái nâng cái hông này. Dạ vâng. Nó không đứng được thì cảm thấy nó bừa buồn bực chứ nó không đau như đau. Lúc đó bác có đi ăn được nhiều không? Vẫn đi bình thường chứ, vẫn vâng. phải đi bình thường. Vâng. Không chịu ngồi ở nhà một ngày nào. Dạ vâng. Vẫn sáng phải đi chợ sớm từ lúc 5 giờ. Ngày trước bác chưa bị bệnh, bác đau nhất bác mới đi chợ được. Vẫn đi chợ, ngày nào vẫn đi chợ, vẫn không bỏ ngày nào. Tối về là nó rất đau. Ngày nó vẫn đau. Phải cố nữa. Cố cho. Ngày vẫn đau mà vẫn đi chợ. Vẫn đúng sáng rồi. Đi chợ về, trưa nó vẫn đi chợ về nấu cơm. Vâng. Vẫn ngày nào cũng đi chợ, 1 tháng 30 ngày đi chợ cả 30 ngày, vâng. 5 giờ đi chợ mua thức ăn về nấu cơm. Vâng. Thế thì cái lúc nào làm nhưng mà chỉ đi chỗ để ngồi thôi. Vâng. Chứ phần đứng thì ít. Vâng. Đấy, lúc bác đau nặng nhất thì bác có nhớ chỉ đau nặng nhất thì bao nhiêu? Lúc bệnh bác nặng nhất đấy, đau đau nhiều nhất đấy. Đau nặng nhất mà không đi được là đến tầm gần một tháng. Gần một tháng. Gần một tháng thì bắt đầu là đứng mặc quần áo nó khó khăn lên. Dạ vâng. Nó đau 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 quá, đau quá rồi. Mà bế cháu phải cho cháu ăn nó khó khăn là ra cứ tìm chỗ để ngồi để cho cháu ăn. Dạ. Chứ không phải là bế, ngày trước là cứ bế cắt lên trên lưng này này thì cho nó ăn nhưng mà lúc nó đau là cứ tìm chỗ để ngồi để ăn mà đến khi mà cứ thích ngồi nhiều hơn đứng. Dạ đúng rồi. Cứ thích nhiều ngồi hơn đứng, đứng là nó đau quá chịu nhưng mà đến ấm đến ngày thứ 5 mà đắp lá mà uống lá đến ngày thứ 5 đấy là dạ. phải đứng được hai chân đấy. Thì quá trình là từ phải đến tháng 6, tháng 7 uống lá đấy thì bác sĩ bảo là cứ cho chị uống một lá một tháng một. Dạ. Thế nhưng mà về thì con nó bảo uống càng nhiều càng tốt. Thì dạ. Mẹ cứ đun mà uống thì cứ cho một cái siêu thì đun thì đến khi mà nó loãng lá thì loãng nước thì vứt đi. Dạ thay vâng. nước vối. Thay nước vối. Thay nước vối mà uống đến khi mà nó loãng lá thì mới vứt đi thì 10 ấm bác sĩ bảo là một tháng nhiều cứ phải uống chơi hơn tháng. Hơn tháng. Ngày trước bác bị nặng mà đi khám thì bác sĩ chỉ định kết quả bác bị làm sao? Kết quả thì lúc thì bảo là ở bệnh viện huyện là bị đau dây thần kinh. Thần kinh quạ. Ừ. Và thực ra viện đại học y Hà Nội ấy thì người ta bảo là bị đau dây thần kinh, bị kẹt cái dây thần kinh. Chèn thần kinh. Chèn thần kinh. Từ đầu là nó cũng đau, nó bốc lên cả
vai gáy, cổ. Vai gáy là đầu đây này. Dạ. Là đau đầu và đau đầu lắm ấy. Dạ vâng. Vai gáy. Thế xong thì là cứ lên bệnh viện huyện lần đầu tiên đấy. Vâng. Cổ bị kẹt cái dây thần kinh cho nên nó dẫn đến là đau cả đầu và vai gáy. Dạ vâng. Nhưng đến khi về từ ngày để uống thuốc đến bây giờ thì nó cũng giảm bớt. Vâng. Đau đầu. Cái triệu chứng đau quá là bác, cái triệu chứng đau của Đặng Huỳnh Toại là gốc là thoát vị đệm gây ra. Thoát vị gây ra. Ngày trước bác ra viện thì nằm ở viện điều trị thuốc Tây có nhiều thời gian không? Nằm ở bệnh viện huyện Ứng Hòa đấy là 12 ngày. 12. Bệnh tình của bác có giảm không? Còn thì nó cũng giảm một chút đấy, thì người ta mới xuất viện cho về. Dạ vâng. Thế xong thì nằm ở ngoài ra Đại học Y Hà Nội khám theo yêu cầu đấy thì 5 ngày. 5 ngày. Hết 5 ngày thì mình về. Dạ. Đấy, chứ không phải là nó cũng chỉ gọi là đỡ, ngoài đấy thì cảm thấy là đỡ. Nhưng dạ. Khi về nhà thì lại đau. Lại đau. Sau khi về nhà thuốc, được nhà thuốc cái đập đắp và thuốc uống đúng không? Vâng. Bác uống tháng thứ mấy thì bác giảm nhiều và đi lại được bình thường? Uống đến tháng thứ 5 ấy, thứ 5, 6 ấy. Vâng. Thì là cảm thấy là nó cũng đau. Đau tăng lên. Đau tăng. Vâng. Nhưng mà đến khi mà đến tháng thứ 5, thứ 6 thì cảm thấy đi lại thì nó đỡ mà cũng thể đứng được nhiều. Dạ. Bởi vì cái lúc đấy là người tớ bận thì cứ phải sáng đi chợ về thì nấu cơm thì phải đi lại nhiều cho nên không bỏ một ngày nào. Dạ vâng. Đau mặc dù mưa vẫn phải đi không bỏ một ngày nào. Còn nó còn tê hết cả chân. Tê hết cả chân, cả tay đúng không? Chân đấy. Thế nhưng mà tôi thì cứ phải là uống phải thuốc. Cố. Phải cố uống thuốc mà uống thuốc nhiều hơn ăn. Vâng. Bác uống tổng nhà thuốc mấy tháng bác khỏi hoàn toàn? Bác sĩ thì bảo là cho uống 2 tháng. Nhưng mà tớ thì cứ thấy thuốc tớ tiếp thì tớ cứ uống thì vào hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng. Quả thực là xong rồi nó chả biết nó khỏi lúc nào ấy. Dạ vâng. Khỏi lúc nào thì có một cái miếng đắp ở lưng đây này. Dạ. Đắp là miếng cuối ở lưng đây thì đến hôm đấy thì thấy nó khỏi rồi thì nó bảo là mẹ cứ đắp dấn lên. Vâng. Cứ đắp dấn lên hết lịch của ngày thuốc đấy thì mẹ ăn bỏ. Dạ. Thế nhưng mà đắp được cái lá đấy, đắp đấy là 5 ngày một miếng. Dạ. Thế nhưng mà tớ thì cứ đắp 5-6 ngày thôi. Dạ. Hôm đấy là chưa hết của cái ngày đắp đấy đâu. Tiết kiệm. Dạ. Thì đến lúc khi miếng cuối cùng đấy thì nó khỏi lúc nào thì tớ mang tớ bỏ ra thì vẫn cất ở ngăn đá. Dạ. Thế sau một thời gian quá trình cũng lâu rồi thì cái con dâu nó hỏi là mẹ ơi, thế cái miếng lá này của mẹ đắp lâu rồi mà bây giờ nó khỏi rồi thì con vứt đi nhé. Dạ. Nhưng mà tao lại muốn được cứ để đấy thì để lúc nào nó đau thì ta lại sao ta đắp. Dạ vâng. Nhưng nó bảo là có một miếng thì mà mẹ khỏi rồi thì thôi con bỏ đi. Dạ. Lúc nào mấy thì lại nhà con lại dẫn mẹ lên trên đấy. Dạ vâng. Đấy là tôi con dâu bảo thế thế nào. Bác tính là rất cẩn thận ạ. Từ đó hôm nay bác khỏi, từ ngày bị bệnh bác khỏi bao nhiêu năm rồi? Khỏi là vào cuối năm 2019. Dạ. Vào tầm khoảng tháng 10. Tháng 10. Tớ cứ nhớ mãi cái mốc tớ khỏi là từ tháng 10 2019. Vâng. Đấy thì tớ cứ mong làm sao mà để cho nó khỏi được mà không đi lại để nó dễ dàng đấy. Bây giờ là vào 3 năm, hơn 3 năm rồi đấy. Đấy. Và từ đó đây bác đi lại bình thường chưa? Đi lại bình thường. Làm việc bình thường. Cảm thấy thoải mái. Bác về còn đau cổ, đau vai gáy, đau đầu được không? Đau đầu thì bây giờ thỉnh thoảng thì vẫn có đau đầu. Dạ. Đấy. Vai gáy còn đau được không? Vai gáy thì cũng ít, ngày trước đi. Bây giờ nó lại ngày trước đi cấy thì nó đau lưng. Vâng. Nhưng bây giờ đi cấy thì nó không đau lưng đâu. Dạ vâng. Mà vì cấy lâu thì nó mỏi cổ với cả nó mỏi gáy. Dạ vâng. Đấy, thì bây giờ mà ngày trước đi cấy chỉ được buổi sáng hay buổi chiều là nó đau lưng ý, là đứng lên. Vâng. Nhưng bây giờ đi cấy thì được độ đến ngày thứ 3 ấy. Vâng. Thì cảm thấy là nó hơi mỏi. Nó mỏi lưng. À, thế là tốt rồi. Lâu là nó mới chuyển lên nó mỏi cái gáy này. Dạ vâng. Đấy thì bảo là thế người ta đi hỏi người ta cứ cấy là chị em hỏi thế chị có đau lưng không? Bảo không. Dạ. Chỉ có không đau lưng đâu mà chỉ có cấy lâu thì là nó mỏi cổ. Cấy nhiều thì nó dồn lên đầu thế này. Đúng rồi, nó máu nó dồn xuống. Ở đấy cúi nhiều. Dạ. Nó dồn lên đầu. Mức độ bác khỏi hơn 3 năm về là rất là tốt rồi. Ừ. Vâng. Đấy thì ngày trước là bác đau nhiều, bác không cấy thì buổi sáng bác đau đau thì nó đứng thì đứng được. Ừ. Vâng. Đấy thì tớ cứ bảo là tôi thì kể ra là ở gần thì đến nhà bác sĩ để cảm ơn. Dạ vâng. Nhưng mà vì điều kiện và đường xá xa xôi. Dạ vâng. Là thôi cứ dở tối đi ngủ hoặc là bất kể nào cháu dở Facebook ra thì nhiều khi không biết nhắn tin đâu thì lại bảo cháu là con nhắn tin con cảm ơn bác sĩ này cho bà. Dạ vâng. Đấy. Vâng. Thế là tốt rồi. Thì hôm nay con xuống con gặp bác là gốc là bị viêm Đặng Huỳnh Toại. Còn là nếu mà chuẩn bệnh là từ thoát vị đệm chèn kinh gây ra. Thì
Thì mức độ là 3 ngày trước bác đau và tê chân rất là nhiều đúng không? Đi lại khó khăn và đau hai đầu gối đúng không ạ? Mức độ bác khỏi điều trị được chuẩn 2 tháng nhưng mà uống hơn 2 tháng. À, khỏi là hơn 3 năm nay rồi. Bây giờ bác khả năng là bác còn đau được không? Không. Vâng. Bây giờ thì không đau, đi lại thấy cảm thấy rất là khoan khoái và thoải mái. Dạ vâng. Và sướng, cho nên là cứ cảm ơn bác sĩ thầm trong bụng. Dạ vâng. Mức độ là tốt rồi, hôm nay con xuống gặp bác. Trước tiên là bác con chưa ở nhà. Và thứ hai bác con muốn gặp bác là bác cháu mình nói chuyện tâm sự đôi lời và quá trình điều trị khỏi thoát vị đấy. Đặc biệt là viêm dây thần kinh tọa, viêm đau thần kinh tọa cho trẻ thần kinh nhé. Thế thay mặt là quốc con cảm bác và chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe và chúc bác luôn mạnh khỏe. Vâng. Thế thay mặt là gia đình và bản thân bệnh nhân của tớ là không biết nói gì hơn nhiều. Dạ. Là cũng là cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ. Mà đã có tấm lòng cứu chữa không riêng gì tớ. Dạ. Còn nhiều người khác nữa. Ở thôn nhà mình em chứa nhiều lắm. Vâng. Thì là cảm ơn bác sĩ và khi nào mà cứ bác sĩ mà đi đâu qua thì ghé vào đây chơi thăm người bệnh và vâng. gia đình. Em còn nhiều dịp mà, em còn nhiều dịp lắm. Không biết nói gì hơn và cảm ơn bác sĩ nhiều. Vâng. Đã khỏi được cái bệnh cũng trong một thời gian nó cũng khá dài rồi. Dạ, vâng. Từ đây trở về sau thì quả thực là mình không biết được con người như thế nào. Lúc nào tái phát thì bác này nên con vâng. nha, con điều trị cho bác. Vâng. Và con chúc bác và đại tình mạnh khỏe nhá. Vâng. Và con thấy các bác bệnh nhân mừng này là con rất là mừng cho nhà thuốc chỉ có mong bệnh nhân khỏi bệnh thôi. Vâng. Dạ vâng. Vâng, bệnh nhân cũng chỉ là biết ơn cảm ơn bác sĩ. Dạ vâng. Đã tận tình mà đã đường xá xa xôi rồi đã ghé vào đây để thăm gia đình và thăm nhà thì dạ vâng. Nói gì hơn thì xin cảm ơn. Vâng. Và chúc bác sĩ là mạnh khỏe và cứ thế phát huy. Dạ vâng, để con hiểu ạ. Nhiều người bệnh nhân nữa. Dạ vâng, con cảm ơn bác nhá. Vâng. Vâng.